đây là một bộ mic không dây rất là cao cấp của bên em, à, dòng mic đến từ nhà Sua với model UR32D, à, với cái sản phẩm này là bản mới nhất năm 2024 em nhé rất là đẹp và bên em đang bán rất là nhiều rất là chạy trên cái bộ mic này, à, đặc biệt là chất âm của nó rất là hay hát nhẹ sóng thì rất là xa em nhé đặc biệt là các bác nào mà làm sự kiện đám cưới thì sử dụng cái bộ này thì quá là ok luôn sóng nó rất là xa tầm 150 cho đến 200 trăm mét tiếng mic dày hát nhẹ ok chưa ạ đó và cái giá thành thì nó rất là là mềm cho tất cả các bác một bộ mic sử dụng lên tới là bốn dâu ăng ten à, sóng xa 150 cho đến 200 m mà giá thành nó chỉ có 3 triệu 200 nghìn đồng thì hôm nay bên em sẽ bóc hộp ra để cho các bác cùng xem cái bộ mic xua UR 32 md này của bên em à, một mẫu mic đang bán rất là hot trong thời gian gần đây anh em nhé à, mở hộp ra thì các bác có thể thấy đây, em sẽ bóc ra này, xốp được bọc bảo vệ rất là cẩn thận này Ok chưa ạ à, Sách hướng dẫn sử dụng này À, đi kèm nhé à, thì nó có sẽ có một cục sạc nguồn này ok chưa ạ dạ. một cục sạc nguồn à, đựng ở trong hộp ok chưa ạ dạ. à, đây là mẫu 2024 em nhé à, đựng trong cái hộp này à, rất là cẩn thận đúng không ạ dây rắc 6 ni này à, hai chống năn và đây nó sử dụng lên tới là bốn dâu băng ten ok chưa ạ dạ. chính vì vậy là sóng nó bắt rất là ổn định à, có pin em nhé pin này sử dụng một lần thôi ok chưa ạ dạ. và em sẽ tháo cái tay mic ra cho các bác cùng xem bộ mic này thì quá đẹp luôn này bộ mic này anh em mà sử dụng mà gia đình cũng được mà sự kiện thì quá là ok luôn mic sua 32 d tay mic cầm rất là đầm tay rất là lặng và rất là chắc em nhé vỏ kim loại ok ạ dạ. màn hình ở đây vị trí nút nguồn ở vị trí dưới này Đấy, tay mic thì là đây là cái dòng mic tay mic đuôi chuột em nhé em sẽ tháo ra cho các bác cùng xem nào Vặn. Đây. em sẽ vặn ra nhé ok chưa các bác có thể thấy ở đây vỉ nó nó vỉ mạch bên trong nó là vỉ tím anh em nhé vỉ tím hàng chuẩn cho các bác vỉ tím luôn hàng rất là xịn sò này bộ này thì tiếng mic nó rất là dày hát nhẹ Đấy, các bác mà đang hát những cái bộ mic hơn 2 triệu mà chuyển sang cái bộ mic trên 3 triệu này 3 triệu 200 nghìn đồng này là khác hát khác biệt luôn Đấy, cái đầu chụp mic này nó nhìn nó quá đẳng cấp rồi đẹp đẹp xuất sắc cho tất cả các bác và cái tay mic này cầm nó rất là chuyên nghiệp anh em nhé rất là chuyên nghiệp Đấy. đây tay nữa đây à, hàng này thì bảo hành cho các bác lên tới là một năm bảo hành cho tất cả anh em lên tới là một năm chúng ta sử dụng uh, lỗ lỗi tháng đầu tiên anh em sẽ đổi mới nhá và các bác mua về anh em sẽ được tiếc à, sẽ được tiếc ok ạ à, ok thì chúng ta sẽ thanh toán à, với nhân viên bưu điện thôi hàng này thì cứ nhận hàng đúng sản phẩm để thanh toán anh em nhé cho nên là các bác không phải sợ không hay hay là lừa lọc gì đâu đó và đây là đầu thu này bên em thì bán rất là uy tín từ trước đến nay rồi đó, bán rất là uy tín các bác nhận hàng đúng sản phẩm để thanh toán cũng không cần phải bác nhưng không cần phải cập bắt các bác phải cọc trước ok ạ với những bộ mic như thế này xua UR32D đó, có rất là nhiều chức năng À, dò tần số bằng tay, dò tần số tự động, chỉnh âm lượng to nhỏ này. À, với những cái dòng mic, hàng sự kiện như thế này thì uh, nó không có cái chế độ tự ngắt em nhé, không có không không có chế độ tự ngắt đâu. À, ok vậy nó chỉ có là cái tiếng mic nó hay đây, dày đây. À, thì khi các bác mà mua sản phẩm của bên em thì anh em uh, yên tâm về cái vấn đề bảo hành, yên tâm về chất âm và không bao giờ sợ bị lừa anh em nhé. À, không bao giờ sợ bị lừa. Ok vậy. Bởi vì chúng ta có mất cái gì đâu đúng không ạ Chúng ta khách hàng của bên em chả mất cái gì Đó, Nhận hàng đúng sản phẩm Riêng mua mic không phải cọc Ok ạ dạ? Mua mic mua vang không phải cọc Nhận hàng đúng sản phẩm Thanh toán Ok ạ dạ? Được test ok Thì chúng ta sẽ thanh toán Ok ạ dạ? Và à, không phải không phải sợ lo lắng là phải lừa lọc gì hết và còn bao ship luôn cho tất cả các bác Ok nhỉ dạ? Còn bao ship 3 triệu 2 là bao ship toàn quốc cho tất cả anh em thì đây là mặt của bộ mic Sua UR32D Rất là đẹp đúng không ạ Bộ này thì quá là chất rồi đây. À, đây đằng sau Đằng sau là 4 dô ten anh em nhé 4 dô ten chúng ta sẽ cắm vào đây hai đường mic chuyên nghiệp sử dụng rắc ha lông Rắc 6 ly à, Rất là xịn sò Thì uh, ok Một cái video uh, Giới thiệu với tất cả các bác Về bộ mic Sua UR32D này anh em quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp với bên em sản phẩm này thì em đã test chất âm rất là nhiều rồi nhé test sóng rồi là hát bộ mic này rất nhiều các bác muốn nghe chất âm của bộ mic suor r ba d này anh em có thể có à, suor r ba d mạch quân audio là giá rất là nhiều sản phẩm này em nhé Đó, hôm nay thì giới thiệu nhanh với tất cả các bác bộ mic đợt này thì về số lượng rất là nhiều mỗi lần bọn em về lên tới là 100 em nhé 100 bộ mic suor r ba d này rồi, một video giới thiệu nhanh chi tiết về uh, cái dòng mixua đang bán rất là hot trong thời gian gần đây. Uh, xin chào và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo.